Xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Hiện nay tôi đang đứng ở khu đô thị Thọ Xuyến các bạn, một dòng xe tải công của nhà máy Trường Giang Đông Phong sản xuất. Tất cả quý vị có thể là anh em là một cái dòng sản phẩm của Trường Giang Đông Phong lắp ráp ở Việt Nam. Xin chào tất cả các anh em, tôi tên là Phú. Hiện tại đây tôi đang làm nhân viên của kênh công ty cổ phần Đức Anh Thịnh. Hôm nay vào ngày đầu thu của Hà Nội, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, tất cả anh em, một cái dòng Cambo van 2 chỗ. Nó không phải là mới đâu, nhưng mà xe này vừa được nhà máy đánh về bãi chúng tôi để trưng bày đời mới nhất 2019. Vì nó mới quá, nó có những cái gì cải tiến rõ rệt thì hôm nay tôi và anh em cùng đi xem là nó có khác những cái điểm gì, ưu điểm gì không, để anh em cùng tham khảo nhé. Trước hết thì với cách nhìn nhận ở bên ngoài và cũng có cái mail gửi cho anh em chúng tôi là nhà máy đã cải tiến rõ rệt nhất là phần bên ngoài, đó là phần gì? Phần nước sơn của nó. Cái phần nước sơn của nó thì được nhà máy cải tiến hơn về cái phần đời mới 2019 này nhé. Lớp sơn được cải tiến là sơn dày hơn, được phủ bóng kỹ hơn so với đời 18 và đời 17 của 2 năm về trước. Đó. Bạn quay phim có thể quay một tổng thể cho quý vị các bạn có thể nhìn rõ hơn tại sao tôi lại bảo là nước sơn này được sơn kỹ hơn và được phủ bóng. Đây là vừa đánh về hôm qua, đêm hôm qua nên là anh em cũng chưa kịp rửa gì đâu. Nên là anh em cũng có thể thông cảm như thế. Tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về phần mặt đằng trước nhé. Mặt đằng trước thì cũng giống cái đời 17 và đời 18 thôi. Thì đời 2019 mới nhất này cũng được nhà máy thiết kế với đằng mặt đằng trước ký hiệu của dòng xe Cambo này. Ở phần dưới thì được thiết kế với mặt ca năng lưới tản nhiệt. Nó cũng theo xu thế của cái dòng xe con ấy. Thì mặt phần lưới này được thiết kế cũng giống nhau. Đó. Giống cái dòng xe con, nó cũng thiết kế cũng tương đối như thế, giống nhau. Bên này là phần cụm đèn thì cũng được thể hiện với đèn cốt, đèn pha và đèn xi nhan, cũng được nhà máy thiết kế với đèn halogen những phiên bản cũ luôn. Ở dưới thì là đèn chống sương mù vào ban đêm, bảo vệ mùa đông cho anh em tham gia giao thông được an toàn hơn. Đó về mặt phần đằng trước nhé. Tôi ra các quan nhìn đằng trước thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Đó về phần trước. Về phần tiếp theo là về phần lốp đi. Phần lốp xem nào. Lốp con xe này vẫn được thiết kế với lốp 175R13. Mâm và lốp thì cũng giống đời cũ hơn, không thay đổi đâu. Lốp trước và lốp sau bằng nhau. Đó, phần lốp. Phần thùng đi. Phần thùng xem nào. Mặt đằng sau đời 17-18 ấy, đèn nó cũng đèn tròn, nhưng mà họ thay cái phần ốp này cũng vẫn thế thôi, không có thay đổi nhiều lắm. Euro 4. Thùng thì được nhà máy thiết kế với phiên bản trước, cũng là chiều dài của nó là xem nào. Chiều dài của thành của thùng là 2m15. Chiều ngang đang là 1m2. Chiều cao thì khoảng 1m41. Nó cũng không thể thay đổi nhiều. Cái này là phần ngăn thùng anh em mình chở đồ, nó nhất là về phần điều hòa này. Thứ hai là về phần chống mùi thì anh em mà cabin nó không có mùi. Không đổi gì, thay đổi gì nhiều. Đó về phần thùng nhá. Xem phần dưới nào. Vẫn thế. Có một lốp dự phòng ở dưới đáy thùng. Không có gì nhiều. Vẫn thế các bạn ạ. Ký hiệu Cambo đây. Ok. Anh em mình vào tham khảo cái phần cabin nhá. Tôi mở cho bạn quay phim cái cửa cho bạn quay cho anh em nhìn tham khảo kỹ hơn. Ok. Về phần cabin xem nào, tôi thử xem nào. Nó có giống đời 17-18 không nào. Về phần cabin thì tôi ngồi vào xe thì tôi thấy nó không thay đổi gì nhiều đâu. Cũng được nhà máy thiết kế với điều hòa 2 chiều. Có USB. Có xem nào, có những gì nào.
cũng có kính điện này, vẫn có kính điện, gương điện và khóa điện. Đó là đời trước thì nó đã có phần này rồi. Cái mà tôi không ưng ý về vân xe này, mấy lần xuống họp với nhà máy ấy, thì anh em cũng kiến nghị là sao không lại không lắp cái ghế da này cho anh em đi vào mùa hè, ví dụ nó không bị mốc, ghế nỉ này nó hay bị mốc, nên là anh em tôi cũng kiến nghị rồi đấy, nhưng mà đời 19 này cũng không được cải tiến cái phần này, tôi chưa ưng ý lắm. Đó là về phần nội thất. Thực ra là cái đời 2017-18 thì nó gần như là tương đối với lại dòng 19 này, nó chỉ khác phần cải tiến là phần nước sơn, họ sơn kỹ hơn, dày hơn và bóng hơn. Đó là vừa rồi anh em mình vừa tham khảo như thế. Hiện tại cái giá của xe Campervan 2 chỗ này được giá nhà máy niêm yết là 192 triệu cho anh em tham khảo. Đó. Anh em mà cảm thấy nó phù hợp với công việc này, nó phù hợp với cung đường anh em chạy thì hãy ủng hộ cho anh em chúng tôi. Trong tháng này mấy anh em kinh doanh chúng tôi đang có một cái chương trình khuyến mại. Vì sao anh em nói khuyến mại? Vì sinh nhật công ty đã rơi vào trong tháng này, nên là sếp cũng đồng ý cho anh em khuyến mại cho khách hàng, là chúng tôi sẽ bọc cho các bạn hai ghế da, lót trải sàn, xong rồi cái tay bọc vô lăng để anh em nhìn cho nó sạch sẽ và nó nhìn nó đẹp hơn. Anh em mình cảm thấy nó video của anh em của tôi nó phù hợp và nó cảm thấy nó ok với anh em thì hãy liên hệ chúng tôi với số điện thoại ở bên dưới, với địa chỉ của công ty là 451 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Rất mong anh em ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.